Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Trên Lòng Tám Trong ngày hôm nay. Và chúng ta lại tiếp tục đến một trận đấu danh. Hôm nay thì là cái mốt trừ trên đây rất mờ Captain The Dark Room mốt. Và lượt ban pick như sau. Thứ 1 là ban đi Polis cùng với A. Thứ 2 thì ban đi Hutka cùng với Warlock. Và lượt đúng không? Đời heo đã tiếp xong con ngã rồi. Và như vậy là team 1 có Zulau, Bắc là mang nút VS cùng với lại Lick. Còn team 2 thì có Bad Killer, còn Bad Rider, Abaddon, Mizara, Ulsa cùng với Thời Gian. Như vậy là sự trở lại của anh chàng Mizara cùng với Bad Rider. Team 1 thì có sự xuất hiện của Lick cùng với lại Bắc là. Đây là những gương mặt mới, những gương mặt mà đã lâu lắm rồi chúng ta không nhìn thấy trong những trận đấu cắt rừng. Mizana là một hot pick cùng với Bad Rider cũng là một hot pick trong cái thời gian khá là dài. Và gần đây cái phiên bản này thì My Hero này đã không còn được sự lựa chọn của các game thủ. Sức mạnh của Mizana trong cái phiên bản mới này thì nó yếu hơn rất nhiều so với ngày xưa. Cũng không hẳn là yếu hơn mà do các carry khác nó lên ngôi. Các carry khác nó có những cái item mới. Và những cái item trong cái map này dành cho carry phải nói là cực kỳ bá đạo. Lick và Bắc Na là hai support không được mấy người chuộng. Còn Bắc Na làm nên tên tuổi của thanh niên này là trong ở Việt Nam thì chúng ta có một trận đấu Zaboba. Còn chúng ta vẫn còn ghi dấu ấn ở trong trận đấu đấy của Bắc Na trong tay của ai đó tôi không nhớ tên. Như vậy là sự trở lại của Mizana trong trận đấu này và thanh niên cưỡi chó trắng chúng ta được đi mid sẽ đối mặt với Bắc La ở mid của Mizana. Còn trên top thì là solo của Magnus cùng với là Bad Rider. Dưới bot thì là Chipland, VS cùng với Lick sẽ support cho Zulau. Dưới bot của team 2 thì có Thời Gian, Abaddon cùng với lại Ulsa. Như vậy là một trận đấu Chipland đấu Chipland, còn support đều đủ và carry cũng đã có mặt. Trên top có lẽ là Magnus khó khăn hơn Bad Rider. Bad Rider mà một hero đi lan và phải nói là quý yêu rất tốt. Không có gì trong đời khó chịu hơn là cái việc delay airline. Nếu delay thôi airline là của hãng hàng không rồi. Còn đời mà nó cứ delay nhiều thì chúng ta chả còn mấy hơi để mà sống. Mizana đi mid anh mua rất nhiều máu. Rồi mua tăng gô các kiểu, hai cái tăng gô được xe cho một bình máu. Vang đu trên top thì cũng mua rất nhiều máu luôn. Lựa chọn là đi lan và các anh đi solo rất có thể cho họ thì anh mua máu rất nhiều. Nếu bác thì Ulsa đã bồi dày. Đó, ông nào trong người cũng một rổ máu, sao hù mà đánh. Chúng ta cũng chờ đợi một trận đấu mà quay trở lại của anh chàng cho trắng sẽ thể hiện như thế nào. Một trận đấu này có lẽ tôi sẽ nghiêng về team 2. Mizana là một hero rất được yêu thích, còn kể cả trong bóng linh lẫn trong captain, nhưng mà cái khả năng khó đánh của nó nên là rất ít khi nó xuất hiện trong captain mode. Một thanh niên nó làm nên một cái điều gì đó rất là mỹ miều trong Dota. Và chính vì nó mỹ miều quá nên là anh thường fit. Và trong tay của những game thủ không được cứng thì thanh niên Mizana phải đó fit là vô có vẻ đối luôn. Đó đang có cái giật hết, anh đang ra vần nhau với VS. Vần kiểu gì mà thanh niên ăn thân hết mất nửa máu. Còn thanh niên VS của chúng ta vẫn chưa mất máu nào. Player's forces are under attack. Mid thì hai thanh niên vẫn đang hạ giáp nhau một cách điên cuồng. Còn cả hai thanh niên hạ giáp đều mất lửa máu. Có lẽ chả bác nào lại đấy hơn với việc có mana nhiều hơn của mình. Và hồi máu cũng kiếm các kiểu cho tăng đến từ anh chàng BS rồi. Anh chàng vẫn chạy ra ngoài đầm. Và dưới bot thì chip lan của team 1 lợi hại hơn khi mà anh có thật tăng slow các kiểu. Còn team 2 có Abaddon để hỗ trợ cho Ulsa. Còn
có lẽ một trận đấu mà team 2 sẽ đứng trong cái thế phòng thủ, còn team 1 ở bên tấn công. Đối mặt của Mizuno với Bắc Na nó vẫn đang rất là căng thẳng, và anh Thành Điền vẫn như Mizuno hơn một level so với Bắc Na, nó cũng hơn không hơn bao nhiêu, như vậy là bằng level nhau. Và một pha thủ thẳng đến bên trên của anh chàng Mizuno vẫn rất thô báo, và một pha xả cái view đến từ cho Bắc Na và bật ma tích thành công. Và vâng, cái anh bắn hàn ra một cái cọc nó giật cho một gần vẹo, như vậy là phất một nút lầm trong tay Mizuno. Còn trên top là một pha xì lửa đến từ chàng Magic Dragoner, vẫn xông thẳng bên trong và đánh nhau. Và một pha trả cái kill, và như vậy là anh chàng Magic lặn xuống. Không có điều gì lạ khi trong một trường hợp thì tay đang ngắm đi solo lane với anh chàng Magic Dragoner. Chúng ta thì về ăn này tất tiếp tục đi ăn răng. Cái lan bên dưới này thì muốn giết dù nào là hơi khó đối với ba của ba này. Một thanh kiếm hoàn tràn dù nào có thể chạy thoát được cái lồng của cái địa chẳng rồi ăn. Một số là 2-0 nghiêng về team 2. Chúng trở lại còn Mizuno trong ở mid, và anh đang hiện ra cái vai trò được khá tốt. Chúng bắt là tiếp tục đánh nhau của cả hai team. Đã bảo rồi, giết được Duelast trong cái tình huống này là hơi khó. Vì là sau một tình huống ăn được mạng của anh rất hổ báo, một bắn nốt 2 hit đi, và như vậy là một pha lé skill đến từ anh chàng Mizuno. Và anh biết rằng là anh chàng Bắc Na đã pull down xong skill và mình nhảy ra ngoài. Tình huống không tham mạng và cũng rất là tỉnh táo đầu. Có lẽ là trong tình huống đó đứng lại bắn 2 hit thì anh chàng Bắc Na cũng chết, và sau đó thì Mizuno cũng sẽ làm xuống theo. Và anh đang quý trọng cái mạng sống của mình, anh không chấp nhận đổi mạng trong tình huống này. Và một cái sợ tâm là một. Và rất có thể chàng Bắc Na sẽ chết trước trong tình huống này chăng? Nó có hút máu đến từ anh chàng Bắc Na rồi. Và anh chàng Mizuno nằm xuống trong tình huống này, và một cái lồng đến từ anh chàng Thời An. Một cái chạy lên tăng lỗ thủ đồng đội. Và như vậy là chàng Thanh Điền Bắc Na đã phục được thủ. Còn mối thủ của chàng Mizuno đã được trả. Tại cái đèo bậc 6 thì Bắc Na nguy hiểm hơn Mizuno khá nhiều. Và hút máu nó khiến cho Thanh Điền chơi trò trắng của chúng ta. Vâng, được nướng ngay lập tức. Điều boss thì Ultra cũng đã có được giày đam. Tôi muốn đi ăn răng của Bắc Na, có cái mắt trên đồi. Vì vậy là thành viên Bắc Na đã nhìn thấy. Bây giờ thì là Azao đến từ anh chàng Mizuno, vâng, chúng đều là hơi khó. Trận đấu có lẽ chúng ta sẽ chạm những pha xử lý skill rất tinh tế đến từ hai team. Thấy Mizuno làm cây hero chính có một điều gì đó rất là rủi ro. Mizuno là phải người cổng, nó phải cực kỳ tự tin, còn một phong cách đánh nó phải thật là phóng khoáng đến từ anh chàng cưới bạch hổ, nó mới làm nên tên tuổi của mình. Nó không giống như các hero khác, các KD khác mặc dù fit đến deep và fit đến cấp cổ rồi, ví dụ như anh chàng Artemis các kiểu, và anh vẫn có thể làm chuyên nhân và lật kèo được. Nhưng riêng với lại Mizuno mà anh mà fit từ đầu thì có lẽ muốn vực lại là quá khó. Cả lang pha của Mizuno cũng không phải là nhanh. Bot thì vẫn đang farm, và farm thì vẫn đang thể hiện với cả đang farm mình, vẫn xông lên của anh chàng Ultra, có hút máu nhưng mà vẫn nằm xuống đến từ Ultra. Rất khó chịu với sự hóa lực cùng với Bắc Na xuất hiện. Bây giờ thì sao, vâng, Bắc Na đang xông thẳng lên trên, Bot thì cũng xuất hiện rồi. Có một pha trả lửa, bây giờ có lẽ sẽ có ulti xích cổ anh chàng Bắc Na lại. Và không ulti, và như vậy là đứng vâng, đi theo, và như vậy là anh chàng Bắc Na đã nằm xuống. Có lẽ là để giành ulti, bây giờ mới là xích cổ anh chàng Du Lao lại. Và có lẽ là anh chàng Bắc Na đều không có ulti trong tình huống này. Và
Magnus đi solo cùng với lại Bart Taylor. Còn anh chết được một mạng cũng là một điều còn đáng khen rồi. Một trận đấu mà đi solo lane thì Magnus có lẽ là ôm lane để hit number. Magnus cũng là một hero có khả năng survive rất là kinh điển. Và như vậy là rút lui đến từ anh chàng Ben. Bart Taylor đang lòng vòng, có lẽ lại ra chích cổ anh chàng Bác Lan lại. Đang đợi thời gian đi đến một cái trận hết. Và có lẽ sẽ là bay vào bên trong và vâng, một pha lật lồng và đứng đợi. Như vậy là trả kim vào như vậy chích cổ luôn, không đợi hết cái lồng này đã chích ngơn một rồi. Rồi lặng xuống đến từ anh chàng Bác Lan. Ucha đã lên được cho mình nửa cắt máu. Bác Lúc thì đã có rể mana. Trận đấu này đối với Mirana cũng không quá khó đánh, khi mà trong team 1 không có nhiều disable. Có một cái chúng ta đến từ VS. Với khả năng nhảy nhót của mình thì Mirana hoàn toàn có thể giữ được mạng trong combat. Còn chỉ cần giữ được mạng rồi thì về lên game anh hoàn toàn có thể có đồ. Mirana là một carry có đồ nó cũng rất đáng sợ và như vậy đã xin được con team này. Vâng, team có lang thang và anh cọp cho bể gáo rồi. Rồi đi lang thang chậm chân, nếu ngớ là ngớ được con chim quay. Rồi đang nghèo sẵn. Và cái chống đến từ anh chàng Bart Taylor. Như vậy đã gặp Magnus trong tình huống này. Rồi một pha phi thẳng sổ đón trên. Rồi đang búp bùa các kiểu delay mọi người. Và kéo về với anh chàng Magnus. Rồi anh chị sớm thì không gì, bây giờ mới gì. Rồi kéo được cả anh chàng Bart Taylor vậy. Rồi có lẽ tình huống này anh chàng Bart Taylor không có ulti. Không có ulti là không dám được lĩnh xông vào. Rồi đánh Bart Taylor phải có cái bình ul trong người nó mới nguy hiểm. Bây giờ là một pha hút các kiểu mọi người, hút trà và hút máu cũng thỉnh vào Baron để giải cứu. Và Mirana đứng bên trong một pha sửa phôn và như vậy là gặp xuống đến tiền đích. Và sau đó, và một pha hút máu đến giữa trà Baron, hút trà không chết được tiếng này. Với ép cùng với Jugalak phải lùi về sau, Bart Taylor cũng đã xuất hiện trong tiếng này rồi. Vì một pha tay ra xuống rất đông và bốn thành viên đều có mặt cả. Và sẽ là một pha sửa phôn của anh chàng Mirana và anh chàng vẫn không đủ mana của anh chàng Mirana. Và đang đứng và đợi. Bây giờ thì mới đủ anh chàng đủ mana, gọi là cắm mặt tích. Và lít ra ngoài ngay để né cái ulti đến từ Magnus. Và anh chàng Magnus thì ăn ngay cái chích của anh chàng Bart Taylor 1. Như vậy là lòng xuống tiếp theo. Bắc Hà đang đứng một mình cân bà và phá cọc. Vẫn là đang dí theo của anh chàng. Và một pha Adam chuẩn xác. Vẫn hết cái lửa rồi. Và còn một hit nữa và như vậy anh chàng Bắc Hà cũng đã lòng xuống. Bart Taylor phải nói rất cứng. Và Ucha còn hổ báo hơn và bật cái dây tốc và phi thẳng một người lít. Và nhìn trông rất là đáng sợ. Và Ucha ăn được cái hồi sinh từ bao giờ. Và một tình huống mà Dian Zosan vừa lấy đã có hồi sinh và có cả Doom trong người. Một Doom và có lẽ là sẽ thủ một con cờ đáp để Spike. Đợi thế đang nghiêng về team 2 khá là rõ. Utena đã lên được cho mình 3 hồi chip. Trận đấu mà lên đồ rất là cơ bản. Linh Ngọc Aquila cùng bao chip và có leo 10. Một pha bắn ảo dao của anh chàng Mirana. A player's forces are under attack. A town is under siege. Dula cũng đã lên được bao chip. Rồi cũng có Linh Ngọc Aquila. Rồi Uy cũng là ngang nhau với anh chàng Mirana. Và Bắc Na vào một pha Starphone vào đắp một Starphone cùng với lại cái đắp của Đan không ngờ. Như vậy là Bắc Na nằm xuống ngay. Ở trong bản này không biết là Mirana đã lên được gậy tranh chưa. Có con giống Dota 2 không? Nếu như mà giống Dota 2 thì Mirana lên gậy tranh rất đáng sợ. Được khả năng ganh với cái Zafon quá là kinh khủng của mình. Và như vậy là một cái chip cổ anh chàng dù lát lại. Một này Tene về. Bây giờ thì combo mọi người. Và Aron gần chết ở sau. Và một pha kết thúc mạng của anh chàng Aron. Và dù lát ra xuống và đắp một Zafon tiếp theo đến từ anh chàng Mirana. Còn VF cũng là người đi theo. Chỉ số là 3-1. Và đang bị phủ hành đến từ team 1 rồi. Nhưng bắt thì Ucha tiếp tục ăn nốt cái chủ cho mình. Như vậy là cái chủ làm xuống trong tay của anh chàng Gomisa. Players forces are under attack. Team 2 đang vượt lên khá xa so với team 1. Và một sự trở lại của Mizuna. Vâng, đỏ trắng căng bách và bây giờ anh đang củ hành củ tỏi các thành viên team 1. Magnus vẫn đang tranh thủ vàng và cố gắng lên nốt cái bờ linh cho mình.
và một ca tiêu tiền trong người. Còn bên dưới là Bắc Na đang trốn thu trốn lùi để farm và Iasa đến từ anh chàng Diana rồi. Một trận đấu Bắc Na đi mid và bị anh chàng Diana của anh và hơi đau đầu trong cái trận đấu này. Diana đang giúp trong lùm cây và một pha deep vào anh. Và đọc bài chuẩn xác đến từ VN. Rồi không phải đọc bài mà có cắm mắt đấy trước rồi. Nhìn thấy anh chàng thời gian đi ra cắm mắt thì ra nó phá thôi chứ sao nữa. Rồi có lẽ Usa cũng đã gần là xong được cái Berlin cho mình. Còn bắt nổ ra, thanh niên có hồi sinh còn rất lồ báo và như vậy có Berlin đến từ anh chàng bắt đây đơn. Và một pha swap của VN để cứu và một cái lồng đến từ thời gian cũng chuẩn xác. Và bây giờ thì VN có lẽ sẽ nằm xuống. Và trước đó thì anh chàng Dugonac cũng đã kết thúc được cái mạng của anh chàng thời gian rồi. VF không chết trong tình huống này, một bác tay đơ gần chết và một pha trả khói ở sau. Bây giờ Mirana mới xuất hiện, một pha bắn Naza phải đó là không đá trúng ai. Một pha bắn Naza thì gọi như là có lệ. Bác lúc thì vẫn đi pha mà anh phải pha được cái Berlin cho mình. Không có Berlin thì con bác rất khó. Bắt ra được có Berlin, đây là một hero đi ganh có cái tuyệt chiêu chích cổ thần trường. Một pha băng trụ đến từ Usa cùng với Bartender. Còn bên trong thì anh chàng Malus vâng đứng và Tena nhanh khẩn trường. Có một tình huống mà trước vâng mua Tena hơi muộn và bây giờ sẽ làm xuống chẳng. Một tình hình ra ngoài rồi vẫn nằm xuống rồi. Một cái slow các kiểu như vậy là vẫn nằm xuống trong tay của một thanh niên Bartender. Thì đó là Usa chứ không phải Bartender. Có lẽ là cái Berlin nó vẫn còn phải chờ đợi. Một ca 7 tiền, có lẽ là hơn 2 ca tiền. A player's forces are under attack. Trận đấu Mizana đang giữ được cái lem để farm khá tốt. Never cùng với Ezra của Mizana đang có lẽ đứng đầu trong cái bản đồ này. Musa cũng đã có Berlin cùng với Domin. Và team 2 đã có 2 cái Berlin. Một cái Berlin của Chabatider cùng với Usa và một pha nhảy vào là có lẽ chết luôn. Và Usa cùng với Chabatider combo trở lại thì Ugolat vẫn tắt điện trong đấu nhạc. Một lần nữa thôi, anh chàng bát này đều sẽ có thêm cái phốc và đúng cái phong cách mà kích cổ về để hấp diện tập thể. Và một pha combo đến từ thời gian vẫn kéo ngược trở lại và VS vâng nằm trong tay và theo Usa chăng. Và như vậy là một pha vui của anh chàng Bắc Na để giải thoát cho anh chàng VS. Bây giờ team 2 đang sổ lên rất cao và đứng tận bên trong trụ với nhau. Thì một đang thất thế trong cái trận đấu này. Valu cũng đã có là Berlin. Và cắm mặt vào pha để lên nốt cái Berlin. Và có lẽ cũng là một lựa chọn khôn ngoan để cho anh chàng Malus. Còn phải có Berlin thì anh chàng Malus mới có thể cùng tham gia combat được. Một cái ulti, một cái ulti để cho Rick thảo ulti vào. Còn nghe chừng có vẻ combat thì nó cũng kiểu thân thuận như thế. Và muốn thành công nó cũng là rất khó. Một pha bôi và hút máu đến từ anh chàng Bắc Na. Usa bóng rất nhiều cũng đã mất đi cái ulti của Usa rồi. Còn trong thời điểm này thì nó hết thời gian. Và nhảy lên đến từ Malus và một pha nhìn lại phát nhưng mà không ngon được ai. Bây giờ Mizana cắt ulti ngay. Và thành điện tìm hài bằng én phải nói là nhanh bằng chạy nhanh con mẹ nó mắc. Ugolat cũng đã lên được Yasa cho mình. Vạn chữ khởi đá đan dành cho team 1 trong trận đấu này. Bắc Na cũng là một hero đòi hỏi kỹ năng cầm khá là cao tay thì mới có thể đánh được Bắc Na hoàn chỉnh. Đây cũng là một Luker về late game, còn nó có thể tính là một late theo dòng Intel.
một con Hezo phải nói là rất đáng sợ với game, với khả năng cooldown không dây cái ulti và một pha Ada thần thành đến từ Vidana bên trên. VS là người đội mũ sắt và mũ nam châm, và xin lỗi là đội mũ nam châm và mũ sắt. Một pha bắn Ada của anh chàng Vidana, và có lẽ cũng bắt Ada tình huống đó, nhưng mà VS đưa đầu ra chữ hay. Còn đằng sau anh chàng Iberon ăn đủ phong phút, vâng, bật cái ulti rồi. Bây giờ trồ phẳng lên bên trên của anh chàng Vidana cũng bắt Raider, và rất hổ báo đến từ hai thanh niên. Và Zubanat quay ngược trở lại và thanh kiếm. Bây giờ đã combo đến từ Thời An, và như vậy là một thanh niên đã nằm xuống. Còn bây giờ là buyback đến từ anh chàng Bắc Hà, và có vẻ hơi giật từ từ này. Và như vậy là Zubanat ulti và chết cơm đúng xa từ này rồi. Bây giờ đã nhảy lên, và có lẽ anh chàng Magnus nằm xuống cầm tay của anh chàng Bắc Raider. Còn Lick bây giờ đứng sau, còn một pha combo và vẫn còn đủ gần người đến từ team 2 chết 2 người và team 1 còn 4 người. Và như vậy tiếp tục làm xuống đến từ team 2, còn 3 thanh niên đã làm xuống, bây giờ đã combo đến từ anh chàng Bắc Hà. Và tôi nghĩ là trong tình huống đó là comeback là team 2 thắng, nhưng rất đáng tiếc là team 1 mới là người thắng. Và các thanh niên team 2 trổ lên phải nói là như là mình đang thắng từ nãy giờ. Và cứ phi lên thôi, còn mặc dù team đã chết quá lửa này vẫn cứ đánh kiểu như là mình đang thắng. Và một tinh thần thi đấu phải nói là vẫn có vẻ chấp. Và team ta chết có vẻ hết, chúng ta cũng cứ phải xông lên. Còn team 1 thì cảm giác như team ta đang thua. Và đúng như là từ đầu đến giờ cái kiểu quen mùi. Còn từ nãy giờ chúng ta thua, chúng ta cứ phải chạy đã. Không biết là team ta giết được bao nhiêu người. Team ta giết được quá nhiều người rồi, giết được 3 thằng rồi vẫn chạy. Rồi có lẽ là đó là cái nỗi ám ảnh của tinh thần. Và Batrider đang chuẩn bị lên cho mình cái phong giáp. Một gank cơ, cái tuyệt chiêu này có thể phong phút chết ngay cây đối phương. Một cái phong và một cái bờ linh, và tích cổ và kéo trở lại cho team mình luôn. Kéo con mẹ lên rồi và để đánh được, và không kéo lên rồi, như vậy sẽ quát ra của anh chàng với em. Còn ăn cái cũng hết vừa lái quả đẹp không, ăn tăng hết và kéo tích cổ lên rồi và để đánh được. A player's forces are under attack. Chúng ta đã có Vương Ngọc Hakamoth và chuẩn bị lên được cái Amanda và một pha bắn la dao vâng cua của thanh niên cưới hổ vâng còn trên đời có mắt. Thanh niên Nick là người đi lang thang, vâng lại một pha đào móng. Và tiếp tục vào ăn được cái Zosan đến từ anh chàng Hunsang. Rồi rất chăm chỉ để ăn người đá của Hunsang. Yugonat đã lên được trọng kiếm cho mình. Với trận đấu này thì sẽ có được cái bút đam đến từ anh chàng Malus. Và lại là có hai cái bút đam của team 1. Và VS cùng với Malus sẽ support trận trả Yugonat trong trận đấu này. Trận đấu mà có lẽ Yugonat sẽ lên tốc trước. Rồi lên trọng kiếm. Rồi đam anh sẽ được bút. Rồi không cần thiết lên đam trong trận đấu này. Và không thử đam đâu này xong phải anh chàng Batrider. Các máu lan đến từ anh chàng Aldon. Rồi sửa bắt được bật lên rồi. Có lẽ sẽ là bút cái trụ trên top. Cái trụ là có 100 máu, có lẽ xông vào và sập luôn. Đúng là sau rất đông của team 2. Còn chúng ta là người đều bút cho cái đánh nam và đi farm cho nó nhanh. Tất cả niềm tin đều đang đặt lên người của Jonas trong trận đấu này. Batrider thì vâng phi thẳng vào rừng và sẽ là một pha bắt cóc. Có tội là team 2 không có ai trên top. Có lẽ là một chiến thuật bỏ trụ của team 1. Rồi trao đổi cái trụ bên dưới này lấy cái trụ bên trên. Bắt ra đời rình đập bên trong rừng mãi không lấy con mồi nào xuất hiện. Đấy, đúng mỏi cái chân bên trong mà không có thằng nào xuất hiện và bên dưới thì chúng nó ăn xong cái trụ rồi. Một vài đúng ok đối thỏ và anh chàng Batrider nhưng không thành công. Và một pha tay đạp về của anh chàng Thời Đàn. Vâng, một tập cái lồng và anh chết luôn trong tình huống này. Một pha tay đạp về và đó là hơi bất cẩn. Và chắc có người tay đạp tiếp theo. Batrider bây giờ tay đạp về, vâng đi vào trong rừng. Vâng đổi lửa lên em và như vậy sẽ bờ linh lên. Và một tình huống bờ linh vâng tích cổ anh chàng mang lên lại. Và như vậy vâng pha sầu áp ra và ulti đến từ mang lốt để chạy. Và vẫn là hai thanh niên đang đuổi nhau và như vậy là anh chàng Batrider vẫn không chết trong tình huống này. Và một pha phốc ra ngoài kịp thời. Bên trong thì anh chàng Hunsa vẫn đang yên vị và một pha rộng cho lâu. Vâng, bờ linh ngược trở lại cũng quyết tâm giết Malus và như vậy là anh chàng Batrider không chết. Malus là người làm lại trong tình huống này. Bây giờ là đuổi theo và Aberon đang chém cho lâu và VS có lẽ sẽ làm xuống, còn như vậy làm xuống đến từ VS. Và các thành viên xác tản đi vào TE có mẹ đã hết rồi. Jonas vẫn giữ được mạng của mình để về farm. Malus là người làm xuống trong tình huống đó, còn VS là người tiếp theo. Vâng, một pha
các con chạy hơi chậm. Chúng ta đã phải dàn đến thêm được lượt chạy marathon của các con. Có nhiều thanh niên đánh các con chạy của nhanh hơn cả Gary. Đó cũng là một vòng khả năng rất đặc biệt của các thanh niên đánh các con. Mặc dù lượt chạy nhanh của các con đã khiến cho Gary đã chết ngược trở lại. Và như đó là chuyện của Gary không liên quan đến chúng ta. Dây mana đến từ anh trai Aaron, quán Usa lên cái H37 và bà gã sẽ lên hết trong trận đấu này. Mika nằm trong tay của anh trai Bắc La rồi. Nick thì ăn lên được một lửa với gậy xanh, một trận đấu này Nick không phải đánh carbon. Carbon sẽ dồn với cho anh trai BS. Với Nick lên được gậy xanh, nó cũng là một cái idea rất quan trọng. Cái ulti nó sẽ nguy hiểm rất nhiều khi mà anh thanh niên này cầm gậy xanh. Chỉ cần một cái ulti đến từ Marlott chuẩn xác. Và sau đó anh chàng Đức thả cái đá banh vào. Và team 2 sẽ tham gia giải vòng Champions trong cái trận đấu này. Vòng bóng nổ vòng đập cho vỡ ích không hề ở đầu. Và trận đấu này Vomina không nên Manta mà nên Lincoln. Trận đấu anh đã có Lincoln từ phút thứ 20. Rồi trước đó mấy phút rồi thì phải. Bạn ra đều thì vẫn chơi cái trò vòng kỳ vào rừng, chuẩn bị sẵn bờ lịch phối phốc và anh sẽ lôi cổ một thằng ra. Bên trong thì các thanh niên chắc là đoán biết được là ý đồ xích cổ của anh chàng bắt tay rồi, nên trốn có mẹ đằng sau luôn. Không có thằng nào cho đầu ra trong trận đấu này và muốn chắc đến từ anh chàng đúng không? Có lẽ sẽ là một pha để cho anh chàng VS dùng cái pháp cứu cho việc phong cúc của thanh niên team mình. Bazzardo nhảy vào và xích cổ và anh chàng VS sẽ lập tức là thủ phát thằng anh. Vừa lan được cái bút đánh nan đến từ anh chàng Marlott. Rồi bút đàn đến từ VS cùng với Marlott. Rồi xích cổ kìa, vâng, thủ phát của VS đâu, nhanh nhanh không chết bây giờ. Và như vậy là ulti, vâng, thủ phát bây giờ thì hơi thốn. Và như vậy là một pha ulti đến từ Marlott chẳng khác. Và ulti đến từ anh chàng Lick vào bên trong và như vậy là lát team 2 trong tình huống này. Và một combo nổ ra và như vậy là team 2 chết người đầu tiên. Bây giờ đến lượt anh chàng Usa cũng sẽ làm xuống. Còn làm xuống đến từ Usa tiếp tục là đuổi theo. Và như vậy là Mizuna và một pha trả chủ kill đến từ anh chàng Marlott. Một cái bằng trái thai được làm ra của anh chàng Thời Lan. Và như vậy là cản hậu được thành công. Hai thành viên Kenny chính đã làm xuống. Usa cùng với Mizuna đẩy nhót vào bên trong. Như vậy là làm xuống rồi. Và chẳng chắc là một pha show up cứu của anh chàng VS nó không hợp hay cho lắm. Ở tình huống đó để cho Juggernaut đứng sau và vả thì có lẽ thì chết thêm vài thằng nữa. Mà điều đó thử phát ra thì cũng là hợp lý thôi. Còn chúng ta cũng phải thử phát ra một tí nó chết lại chửi mình là có chân tiêu đã cứu. Rất là đau đầu với ông Kari này. Ông giết được người thì ông cười, ông không giết được người ông phải là ông tử support. Có thân vật support và đánh phải là những thằng thật là kiên nhẫn. Còn người đó có tinh thần, nó là tinh thần nó kiểu như hơi chậm kiểu. Còn máu lên não hơi chậm thì đánh support thì nó mới tốt được. Vai trò trong team là bị chửi khá là nhiều. Town is under siege. Và có lẽ đó chỉ trong phong linh Việt Nam thôi. Và trong nước ngoài họ tổ chức support rất là cao. Nhất là trong Dota 2, không có support thì Kari kiểu như chỉ có ngồi nhà nhìn thôi. Không có support không có đánh được. A player's forces are under attack. Ở trong public chúng ta thì tìm kiếm một carry farm tốt nó quá dễ. Vâng, ai cũng có thể làm hoàn thiện được cái khả năng đấy. Bởi vì voice của chúng ta quá nhiều, nhưng mà tìm ra được một support pro ở trong cái đấu trường public thì nó phải nói cực kỳ khó. Bởi vì chúng ta không ai đánh theo đường support và thằng nào cũng muốn làm chủ nhân. Bởi support trong cái thế hệ bây giờ là gần như là tuyệt chủng hết con mẹ rồi. Và một combo đến từ Marlott và một cái trận tăng tiếp theo của VS ông Berlin ra ngoài để trốn luôn. Không còn một hit thì KS luôn đi, lại còn Berlin ra, và anh có vẻ là hơi cẩn trọng quá. Thành ra VS này là người béo mốc trong tình huống này. Còn một pha nhảy lên của anh chàng bắt tay đơn. Còn không xích cổ được anh chàng Juggernaut. Còn như vậy là nhảy lên đến từ anh chàng Usa rồi. Còn một pha sờ lâu. Bây giờ thì sao? Còn bắn cái cọc máu đi. Có lẽ là cooldown xong và linh đến từ anh chàng bắt tay đơn. Và một pha ulti đến từ Juggernaut. Và bây giờ thì sao? Vâng, phút máu đến từ anh chàng Abaddon. Còn băng nào đi ra hơi muộn. Còn bắn cái khan thì anh chàng Juggernaut vẫn cứ làm xuống. Đã mất đi cái chính là Juggernaut, bây giờ còn lại 4 thanh niên. Và chúng ta vẫn hoàn toàn có thể đập nhau được với cái một combo của Marlott cùng với lại Lick. Lick có gậy xanh chưa? Còn thiếu một tí nữa, còn thiếu một cái một ca tiền nữa.
Được rồi, rồi. Có 700 người trong người và như vậy có thiếu khoảng 200 tiền nữa một lít để cho có người xanh. A player's forces are under attack. Và má đất cũng đang lên được phốc cho mình. Thì đang gấp rút là lên đốt cái gậy xanh. Còn Dulac có một K7 trong người, có anh định lên cái gì mà có lẽ sẽ lên. Còn lên cái gì cũng cần đỡ anh. Một trận đấu mà có lẽ lên thẳng mặt băng thì đánh nhau nó sẽ máu hơn. Lên cái mặt băng để chém. Vâng, anh sẽ làm chiêu dân trong trận đấu này. Team 2 không có nhiều disable, còn gần như là không có luôn chứ không phải chỉ có một cái ulti từ bát này thôi. Và hết đến từ Usha rồi, với việc không có disable nhiều và Usha lập tức lên hết cho mình. Có một cái hết và phốc ra ngoài, và dù Glass không chết trong tình huống này. Và bây giờ Bastiller chọn anh nào đây? Một thanh niên Malus bị xích cổ trong tình huống này, có không ai phong phúc vào người Malus. Và như vậy là chạy về được của team 1, một cái cọc được cắm ra của bác này. Và vòng chờ góp lại của anh chàng VF, vòng chờ góp hai thanh niên đi vào cái vòng thứ hai của anh chàng Đà Lạt, vòng bờ lên ra ngoài được rồi. Một combo các kiểu là điều trả cho kill phải đó là chấm hết cả mặt nhưng mà không ai chết. Còn các thanh niên trả cho kill phải đó là không hiểu ý nhau. Và phò phút mỗi hàng sau phò phút mở hồng. Thành ra bây giờ cũng không ai chết mà không có ai đổ máu. Tìm một pha thoát tìm và tìm hai tràn lên một cái anh rất bối rối trong tình huống vừa nãy. Thì rất may mắn là không có ai làm xuống. Một cái giáp từ trong người của anh chàng Dulac. Rồi lên cái gì thế này? Lên chắc cuối à? Itena thì vẫn chưa lên thêm được đồ gì. Còn vì Itena đang bị thương lại một khoảng thời gian khá lâu. Và có lẽ đang tải đồ ra rồi. Đã như vậy là nhảy vào của Usha và anh chàng Bắc Nam hút máu này. Và có gợi xanh bằng ulti chuẩn xác đến từ anh chàng Bắc Lợi trong tình huống này. Và vâng, lít cả ulti phải nói là hơi chậm. Nó quá chậm trong tình huống này chứ không phải là hơi chậm. Và bây giờ là nhảy lên đến từ anh chàng Bắc Malus và Kram vẫn nằm xuống trên tay của Bắc Nam. Và Bắc Nam phải gấp rút lên cái gậy xanh. Rồi phải có gậy xanh thì anh mới trở thành một con Luke dữ liệt. Một combo nổ ra và như vậy là team 2 là người chết đầu tiên. Một tình huống nhảy vào rất đẹp của Malus nhưng mà anh chàng Lick không kịp thả ulti trong tình huống đó. Còn nếu như thả được ulti trong tình huống đó thì không phải chỉ có một mạng, có lẽ là khoảng tầm 5-6 mạng sẽ nằm xuống. A player's forces are under attack. Và vẫn là cái công việc thường ngày của Usha đó là Anzusan. Một trận đấu lên giáp của anh chàng của Dulac có lẽ là nó không hợp lý cho lắm. Trận đấu này đến bất tời sẽ hợp lý hơn. A town is under siege. Đối mặt với Usha được lên giáp nó hoàn toàn vô nghĩa. A player's forces are under attack. Và như vậy là hồi sinh lại tiếp tục làm phong trào của Usha. Một lần này có cả cái chi trong người. Tỷ số là 12-18 và một trận đấu mà đánh nhau vòng mạng kết không nhiều. Và có lẽ trận đấu mà các anh thanh niên đang trả cho kêu vòng lặng gọn ra lên. Mình đã biết là chúng ai nữa và các thanh niên vẫn sống nhăn sau combat. Một combat nổ ra cho kêu thả chi chóe. Và nhìn trông rất là màu sắc nhưng mà cuối cùng không chết ai. Có vẻ như các thanh niên đang trả skill kiểu như là cho đẹp mắt quý lệ thôi. Và tiếp tục là đi nang thang của Malus vẫn bị 4 phút vào đầu. Và bây giờ là ăn cái chiếc cổ vòng phốc ra ngoài của ai đó. Và một pha sầu quát ra ngoài của anh chàng VS để cứu và BK vào đây rồi. Và đằng sau thì anh chàng Dugan đang xoay kiếm để giết anh nhà thờ Lan. Còn đang lửa đang được răng đầy trời. Và nhảy lên của anh chàng vẫn không phải nhảy lên mà là một pha kéo về của anh chàng Malus. Anh chàng đang bị lạc trong tiếng này và một pha phúc kiện của anh chàng lọt vào đằng sau đã nằm xuống đến từ một và có hai người nằm xuống. Bây giờ kéo được trở lại của thời gian. Còn bên trên thì anh chàng nào đó nằm xuống không biết. Và một thanh niên Bắc Nam nằm xuống đầu tiên của team 1. Còn team 2 cũng đã có người nằm xuống.
Bây giờ thì vâng, Usa đang cào nhau với VS. Các khán giả đã có rất nhiều phốc trong trận đấu này. Bật sau Usa và nó chóng hết cả mặt. Và cứ phốc Usa là phốc ra ngoài. VS cũng đang làm tốt cái nhiệm vụ top box của mình. Anh có phốc cùng với lại, vâng có phốc không nhỉ? Không có phốc là chỉ có tổng bác rồi, có phốc của lại là của ai đó. Một của Marlon. Và việc cứu đồng đội trong trận đấu này thì một đang làm khá tốt. Và một pha kéo ngược trở lại của anh chàng Marlon. Và cho Tacon và như vậy là Marlon nằm xuống. Bây giờ là bay bách rất nhiều đến D1 và VS cùng với Marlon đã bay bách rồi. Còn đang đánh nhau kiểu gì đây? Và Vita vẫn chưa chết. Và Marlon xuất hiện và một pha bật đúng gì đến giữa anh chàng Abaddon. Còn các thanh niên của team 2 đang chạy hết ra ngoài. Và một pha nhảy ngược trở lại của anh chàng Usa một cào chết VS trong tình huống này. Và vừa bay bách và đã nằm xuống luôn. Một tay kiếm đến từ anh chàng Dua Lan. Usa vẫn đang rất hổ báo khi thẳng với trang một phốc ra ngoài của trang Marlon để cứu Nick. Và Bắc Na vào một cái hack vào đầu. Và bây giờ solo. Còn đánh nhau phải nói là như phim trường Hồng Kông. Còn chạy đi chạy lại sáng hết cả mặt. Và bây giờ là một pha bôi đến từ anh chàng Bắc Na và EV rồi. Và thanh niên đằng sau, đứng đằng sau, tay bay vào gió và chết con mẹ luôn. Còn thanh niên đằng sau, thanh niên nào nhỉ? Hình như là thanh niên... Còn EV Mizana. A player's forces are under attack. Và không phải là thanh niên thời gian, đứng đằng sau và ăn cái trực tiêu 1 của anh chàng Marlon và chết luôn. Bạn thì đã quay trở lại và một cái hit vào đầu. Và Duvalas đang bị phong phút trận tiếng này và phốc ra ngoài của anh chàng Marlon để cứu. Và Uzi thẳng ở bên trong của anh chàng Lick. Vâng, rất đẹp mắt đây. Vâng, và như vậy là cái Uzi bị ghét thổ mất rồi. Bây giờ đang bay thẳng ở bên trong của anh chàng Marlon. Vâng, đang bay nhảy các kiểu và Usa có lẽ sẽ quay trở lại. Vâng, di hình đại pháp của anh chàng Marlon. Còn đánh nhau phải nó có truyền máu của anh chàng Bắc Nga trong tiếng này và phôi để cứu đã. Rồi Bazzader là người chạy ra ngoài được. Đúng, Misa là người làm lại. Và một pha truyền máu cứu thương của anh chàng Bắc Nga. Nhưng mà anh nghĩ là truyền máu không kịp. Truyền máu không đủ để cứu anh chàng Marlon này, phải bôi vào. Một cái thứ hai, skill 2 của Bắc Nga cũng có thể khắc chế được Usa quá tốt. Còn về late game mà Usa gặp với Bắc Nga thì có lẽ là tắt điện. Bắc Nga và lên được cái gốt cùng với lại cậy xanh. Có lẽ là chàng Usa đứng mà nhìn thôi, chả làm được cái gì. Manta đã lại xong cùng với anh chàng Mizana có cả 4 chết trong người. Tết chỉ cần có một cái gậy xanh là đủ rồi. Có lẽ anh chàng build thêm cái blink nữa. Rồi Bắc Na cũng đã có gậy xanh cho mình. Tỷ số là 15-22, còn có Mekan đến từ Abaddon. Chỉ cần có thêm một ít máu thì một sẽ dễ đánh rất nhiều. Còn với những cái con KVA này nó vần cho mấy thanh niên carry team 2 của nó chóng hết cả mặt luôn, chả được. Solo bôi của anh chàng Bắc Na, solo của Lick, tờ tan của VS, tờ quát của VS, cốc của Marlon, bay kéo ra ngoài của Marlon, mọi người đó cực kỳ khó chịu. Và chính vì thế là Usa lựa chọn được cái hack đầu tiên cho mình. Có những cái hack mà các anh còn giết người còn khó nữa là không lên. Và như vậy đến giáp cuối đến từ anh chàng Duolat của đến giáp cuối trận đấu này. Và giáp của Duolat cũng lại lên gần dưới 300. Có lẽ một lát nữa đứng cạnh VS thì đang sẽ lên đến 300 rồi. Và đã mua game đến từ team 1. Một cái game khắc chế cái ulti của anh chàng Mizana. Trận đấu vẫn đang phủ cửa trong cái thời điểm này. Và team 2 vẫn đang tìm con đường push cho mình. Có vẻ thì combat nên xảy ra các anh chỉ chết 1-2 người thôi. Và cảm thấy không ổn là phải đánh ngay. Còn đánh phải nói là rất là quái dị đến từ hai team. Còn khách map à, sao anh biết là Mizana bắn ra dao và phải kiếm trong tình huống này. Mắt của ai đây? Bây giờ lỡ item thì có lẽ là cân bằng nhau, nhưng mà đánh dễ hơn là của team 1. Cái combo nổ ra của team 1 nó hay hơn team 2.
bắt lớn cùng với Link có hai cái ulti rất bá đạo. Còn việc support cho Zulat trong trận đấu này team 1 thì có vẻ hoàn thiện hơn. Lucha cũng 3 xe được, một bộ mưa lôi này chưa tích cổ và không hút một người. Và bây giờ thì một phong phút là quá khó rồi. Và qua cũng một phong các kiểu sẽ đập vào. Và Black King 3 đã hoàn thành xong của anh chàng Lucha. Lên có lẽ đang để tiền lên nút Kimberly. Vâng, có 200 tiền và còn thiếu 2.000 tiền nữa. Và bây giờ là pha đứng bên trên của anh chàng Hồng Sa. Để có chi trong người vẫn để giành chi từ nãy giờ. Và có lẽ để dành cái này tí một lát nữa. Có dù sang được ăn tiếp, còn cầm 6 chi trong người đánh cho nó máu. Một tình huống mở cử anh chàng Bắc Nai là làm chim mồi và như vậy ăn cái hết vào đầu của cái chim luôn. Một sầu quát ra nhưng không kịp và như vậy làm xuống đến từ anh chàng Bắc Nai. Hai cái nhân đứng gần nhau quá và không sầu quát được. Bây giờ sẽ là vâng đúng mà trụ rồi. Tình huống mà chết nẻo của anh chàng Bắc Nai vâng hơi nhảm. Và giải đều vẫn đang lòng vòng đằng sau và sẽ là tích khổ anh chàng Mã Lớt trong tình huống này. Được trò chơi phải nói rất cần não của các thành viên đứng vòng tròn. Không ai xuất hiện. Còn thanh niên là giá trước con em sẽ nằm xuống. Và Lick chạy bông một pha nhảy và lỗi của chàng Bát Rider. Còn mang lướt đầu vẫn đang đứng đợi. Có lẽ là muốn đợi chàng Bác Nai quyết định rằng còn 30 giây nữa. Đợi 30 giây thì sập 4 ở nhà rồi. Bây giờ sợ lâu của Lick. Và một combo nó sẽ tăng vào đầu. Còn một pha thả skill ở giữa của chàng thời gian để không cho nó nhảy vào. Còn rất hiểm hóc tình huống này. Còn có lẽ chàng thời gian đoán là chàng mang lướt sẽ nhảy vào. Nhưng mà mang lướt rất tỉnh táo và anh không nhảy vào tình huống này. Vẫn phải đợi, một đợi một tình huống thật là đẹp mới nhảy vào. Còn đang giản dữ các kiểu là đều và như vậy mang đất ăn cái chắc đến từ anh chàng đất ăn và khỏi vào linh luôn. Còn Lick ra sổ lên. Còn Zulat đang định chọn ai? Zulat có vào linh rồi. Và như vậy đáp nhà thành công. Còn chắc phải chắc và đây mấy thành viên cứ đứng chạy qua chạy lại đánh nhau thì không đánh. Còn chạy lúc thì lên, lúc team 1 lên, team 2 chạy về, lúc team 2 lên, team 1 chạy về. Bây giờ thì đánh nhau rồi, như vậy nhảy vào chàng Malus vẫn duy hình đại pháp kéo về trong. Vâng, không kéo về một pha thả ulti của Lick vào bên trong và như vậy là nằm xuống đầu tiên là của ai đó. Bây giờ thì là một pha vả chết người của anh chàng Hung Sam. Còn bật vào Black King 3 và chạy ra ngoài, vẫn còn Zulat trong tình huống này. Còn một pha đập cái lồng và sập góc ngược lại của anh chàng vòng VS và một pha bling lên của Zulat, team 2 đã nằm xuống. Còn cũng chỉ chết hai người thôi, phải nói là các hai điên chạy nó rất nhanh trong trận đấu này. Kinh nghiệm chạy giữ mạng của các thanh niên phải nói là bá không ngã nào. Midana bên dưới có cú chắc cuối rồi, Midana của Midana cũng rất là nhiều. Và đúng kiểu chơi trò cá trọi, một chút phải vần nhau một lúc. Vần nhau chạy vòng tròn các kiểu, các thanh niên đứng mỗi giờ một góc. Kiểu đợi, cứ phải có một thằng xông vào không cho xoáy xoáy. Và có thằng bên ngoài sóc lọ thì nó mới có mát không diễn ra được. Thì muốn nhảy vào có mát lớn, vâng chỉ có ulti được hai người. Vâng đợi cho ulti được khoảng cả team là điều vô vọng. Phải nhảy vào ngay, và ulti được hai người cũng là một việc thành công của team 1. Còn bác nó vẫn thành công trong trận tình huống đó. Và phút ngược trở lại của thanh niên Zulat. Và bay back ngay đến từ anh chàng. Vâng, một pha làm xuống của anh chàng Bắc Na ở đâu đó và bây giờ anh bay back. Còn hai người cũng là phút trong tình huống này. Và chàng VS sẽ bị thích chích cổ trở lại. Còn một pha chích cổ tấn công. Và như vậy một sau phát Babylon đang chạy một trở sang như thế. Đang chạy hơi khó, cầm mỗi cái giày vải. Vâng lâm dân áo vải chẳng bất găng ngay sau đây. Vâng đâu rồi. Vâng up, no, fuck. Vâng một phát kéo lại của anh chàng thời gian. Nhưng mà ăn cái và cái chiếc yêu hài đến từ Bác Rider này là VS không bị bay được trở lại. Còn một tình huống mà còn vẫn chết rồi. Còn em vẫn cứ làm xuống đến từ anh chàng Bác Rider. Còn nằm xuống và cái gan đang vứt ra đất. Quay ngược trở lại nhật gam với hai thanh niên Invi và cướp một cái gam rồi. Và một tình huống mà còn bỏ cả Magic Big Gam và ulti đến từ anh chàng Zulat. Một chém chết được ai và một ulti đến từ anh chàng Adon. Và Big nằm xuống ở tình huống này. Và một combat lỗi xảy ra của team 100. Và như vậy còn linh về của Zulat để chạy. Bạn sẽ được quyết định đuổi theo. Và kéo ngược trở lại của thanh niên Adon. Như vậy là Zulat nằm xuống và tình huống này có lẽ sẽ là phê thẳng nha.
Vâng, team 2P xong được 2 cái nan là từ bao giờ vậy? Vâng, một trận đấu mà một kém rõ sẽ rất là căng thanh niên P lúc nào. Quay đi còn lại, các thanh niên đã P gần xong với game. Rồi tiếp tục nhảy lên và cho nó hack vào đầu và đu đát làm cường. Có lẽ sẽ làm cường cho tình huống này, trận đấu nó sẽ kết thúc. Một tỷ số là 17-30. Có lẽ sẽ là 17-31. Một cái step của anh chàng là đang được kéo trở lại luôn. Mình sẽ làm cường lên từ đúng con ác. Bên trên thì anh chàng Mizuna đang bắt nạp anh chàng VS. Một cái vòng cánh 2 và như vậy rút anh chàng bắt nạp bên ngoài. Rồi cũng bắn đầy gà cho nó chưa, chưa hồi gì phút về. Một trận đấu này thì team 1 có lẽ là dựa vào cái combo đó nhiều hơn. Một canh không còn bom lỗi thì canh chất thua. Mizuna bây giờ đã quá nhiều đồ, rồi bắn của Mizuna đứng ngoài và bắn chết được cả team ở chuyện bình thường. Không có quá nhiều ít tay bồ để chết được Mizuna ở trận đấu này. Và anh chàng Mizuna chúng ta tung hoành ngang dọc. Một phút trở lại của anh chàng cho trắng. Còn anh không chạm phút nhà thì anh bắn crack thôi. Còn đánh rất cùng dây đến từ thanh niên cho trắng của chúng ta. Một trận đấu là an bài, có lẽ bây giờ đứng bên trong với trang mát và đứng ngắm. Và thể hiện một pha ulti thần thánh và kéo tiên tình vào trong. Và một pha an đao thần thánh của trang Mizuna và trang mát lúc làm cường. Rồi tiếp tục là đến giờ là trang lít, trang kinh hạng vào hồ nước và giết người. Rồi đắp các nhà trang vũ đàn trong trận đấu này. Trận đấu mà chúng ta thấy được giữa game và các thanh niên combo cũng khá là chuẩn và đẹp mắt. Và đến cuối game thì các thanh niên đã chấp ML trước tay của vòng Mizuna cùng với cầu vũ trang. Còn khổ và báo và team 2 có mặt cả bộ đôi. Còn cả đó khổ và gấu. Khổ gấu cũng rất là khổ gấu. Và rất cảm ơn mọi người đã theo dõi trận đấu của mình. Chúng ta gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Còn mọi người như nào cũng subscribe để theo dõi những video tiếp theo của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.